mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh Kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hình ảnh một chú cua. Và cua này người ta gọi là cua trứng nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hình ảnh chú cua trứng này của mình nhé. Và mình sẽ tô màu của cam cho phần màu vàng đi. Những cái chấm tròn ở bên trong này thì mình sẽ tô màu nâu trước nha mọi người. Đây là phần không, không tô màu nâu thì nó sẽ không nổi. Mình sẽ tô màu xanh dương nhé. Mình sẽ tô màu hồng cho phần khuôn hoa có trong bức tranh của mình. Mình sẽ tô những cái chấm tròn này hình màu đỏ. Ơ, thế là anh Phú ở đây rồi à? Gì? Phú vậy à? Đâu. Anh Phú về về vào Thanh Hóa rồi à? Biết. Thì nhắn nhóm mẹ. Thì mình sẽ sử dụng màu xanh. Tiếp theo phần người thì mình sẽ tô màu cam nhé. Màu cam hoặc màu nâu đều được nha mọi người. Mình sẽ lựa chọn màu nâu. Phần người chú cua này mình sẽ tô màu nâu nha. Chết, phỏng vấn gì mà lâu thế? Tiếp theo càng cua mình sẽ tô màu tím nhé. Hai bên thì mình sẽ tô màu giống nhau ấy. Càng to thì mình sẽ tô màu tím, càng nhỏ thì mình sẽ tô màu xanh dương nhé. Bây giờ phần những cái càng nhỏ thì mình sẽ tô vào xanh dương nha. Ok nha mọi người, đây là bức tranh mà mình đã tô màu cho nhà một chú cua trứng nha mọi người. Chúng ta có thể tham khảo cho cách tô màu cho chú cua trứng này của mình nhé. Ok nha, và cái bức tranh tô màu cho cái chú cua trứng này, đây là bức tranh sau khi được mình hoàn thành xong, chúng ta có thể tham khảo và theo dõi nhé. Và cái video
video mình đã tô màu cho nhà một chú cua trứng này đã là mình tô màu xong nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tô màu tiếp theo trên channel kênh của mình. Và mọi người xem video thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình một like, một lượt share cũng như là đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi thêm nhiều cái video tô màu nữa trên kênh YouTube của mình nha. Bye bye, xin chào các bạn.